Nga Sướng xin chào cô chú anh chị các bạn nha. Bữa nay là tuần phát thứ 7 của cha. Nay có dịp 6, dịp 5 về nữa. Bây giờ mẹ rồi mới về chuẩn bị làm đồ ăn với bánh. Mình mời cô chú anh chị các bạn cùng xem clip nha. Rồi bây giờ mẹ với mợ Tám làm cái ống trước. Rồi nè, rồi mới mấy sáng mới bỏ bột vô sao. Rồi hấp không ạ? Bánh cúng. Đây giờ mình làm cái ống như vậy đó. Cái bột làm lỏng lỏng chế vô không ạ? Ừ, bột mình nhắc nó cốt dừa. Ủa, bộ Tám làm cũng đẹp quá trời nè. Chắc cũng có nghề chứ đâu. Nghề gì mà. Đâu mấy gạo đưa cho bà nội đi, đưa cho bà nội đi. Đó, đưa cho nội đi nghe. Nghe đây mình thấy hai trái cà chua chín vô luôn. Ồ. Còn phải hai trái phải không? Hai trái. Hai trái trên đây hai trái nữa. Hai trái. Ừ, trái đây hôm bữa nó nhỏ thì không nhìn thấy nó bự nè. Ừ, mà nó không bằng ở trái kia. Cà chua là chất lượng luôn. Nay mình làm cái đường đi ra ngoài nhà của cha nè. Nấm cát mình còn đó, mình còn bao xi măng nữa. Giờ mình đổ ra cho nó sạch luôn. Hôm bữa còn dư miếng mình chám bên đây nè. Giờ mình làm thêm khúc này nó cho nó sạch luôn. Hai con này ra đây nè. Đi ra giường nó đi theo. Nó đi sâu. Giờ mình vô mình trộn xi măng. Đây, giờ mình sẽ xúc cát. Hình như trước Hai Sướng nhớ là cha chỉ là một bao xi măng là mình xài là 8 thùng bê cát. Bây giờ mình làm từng 7 thùng được rồi cho nó chắc. Giờ mình xúc cát vô, mình đổ ra bên kia. Này là 7 lãnh công trình ở đây à. Công trình thầu lớn à. Dạ, thì tùy lãnh có 20 triệu à. 20 triệu à. 2 triệu tiền công đó nha. Này có 7 về phụ. Hai cô cháu làm luôn. Nhướng đá đó. Đi trang vậy luôn hả? Đi vậy đó. Lỗ lũng là lấy nhét miếng thảy vô liền. Đó. Út che tô lấy tay chét luôn kìa. Trời ơi. Tô mà lấy tay hả? Tay chét láng luôn. Cái thước rồi dữ ha. Đó,
chuyên nghiệp luôn. Rồi lủng lỗ. Xong rồi đó. Đây công trình mình đã xong. Dặn mẹ đi ra khéo khéo nha, đừng chạp hết trơn. Trơn lắm à. Phải làm láng quá. Chị nào khánh thành vậy? Chiều đấy. Chiều nay luôn hả? Không. Bây giờ mình đã làm xong rồi. Trơn nó sạch sẽ luôn. Bây giờ mình ra đây mình cắt tới dứa vô mình xay để hồi mình làm bánh cúng. Bánh cúng mà nó dứa nó thơm. Này cho dì Trang đặt đóng rau luôn. Ngồi em gu luôn nãy giờ. Dạ anh bía. Dạ anh bía. Dạ anh bía. Trời ơi buông ra luôn rồi hai. Nó không dính đâu. Sáu kéo rồi, sáu cuốn cái giò đi. Còn được cô ký ba bột. Còn không ăn làm bánh mặn cái này được hết. Mấy là sẵn làm bánh cúng luôn. Mấy là thắt. Sao làm như gà vậy? Cá mẹ ở trên đồng viên hả chị? Mẹ ơi, chị mẹ bà cố. Đây bà cố. Cho nước lá dứa vô. Mình làm bánh cúng màu lá dứa nó thơm. Màu cháo cũng được này, tại mình thích lá dứa nè, mình để lá dứa vô. Cho thêm đường vô. Chết rồi, chỗ mình đang làm rồi lại xì rồi. Cho đường muối vô. Mình lấy khoảng 200 g đường. Chấm cho nó có bô rồi. Mình chút xíu muối. Ở bên bản không có rồi mà nó không có chịu rồi. Không tìm vào bô. Bây giờ sáu bà hủ qua. Hủ qua làm gì sao? Hủ qua này hồi là làm hủ qua né. Hủ qua né. Hủ qua né tương. Né dư chắc bộ là cúng tương hết, làm tương hết. Chắc né dư mấy cái gì ta? Sườn gì đó, miếng sườn dai quá. Không phải sườn cơ mà là bằng cái chân nấm vậy. À, có đó cái món đó chắc cua năm quá. Không, cái món này chứ Long Xuyên. Long Xuyên hả? Vậy là của Long Xuyên rồi chứ không phải Trà Vinh rồi. Chị nấm thông cô sầu gừng. Dạ. Vinh làm lẩu. Dạ mà tao làm 2 món. Năm làm 1 món, 2 món gì đó, 2 món thôi. Người có 1, 2 món riêng hả? Này mở 8 mà xé dây đặng hồi cuộc. Tiếp tục xé dây. Ôn nít ni có về không hả ta? Đi học rồi. Đi học chứ. Vậy đó hồi cuộc cái ống rồi. Năm về tới. Ủa vậy
kìa, chơi gạo ai vậy kìa, nãy giờ tới. Đâu lộn nhà được rồi. Kìa, lấy kỹ lắm mà ta. Kỹ lắm rồi mà xúc kỹ trời. Còn à. Kêu bà này về luôn ơi. Rồi xá cúi đầu xuống đi con. Ba xá. 1, 2, 3. Rồi. Đó, ba hai nằm ngủ đây đó con. Bánh chuẩn bị hồi nữa mình hấp. Hấp tới gáo mà. Đi 2 tiếng đồng hồ. Con xe xuyên mai hả? Ừ, xe xuyên mai đúng không? Có đủ thứ hết trơn, tôm mực rồi có hết. Mày ăn chay một chén thử mọi người ăn chay muốn kêu làm chay không nè. Người ta ăn chay không quen á, mình làm cũng không ai ăn. Kệ đi, lo ăn chay bữa sau đâu thì ăn thử, thử sức thử. Đầu bếp lông xiên cho dưa. Nước đầu bếp dữ dữ quá không à. Từ trên núi xuống tới biển hả? À đúng rồi đó. Đầu bếp từ trên núi xuống tới biển hả? Quá quá trời luôn. Đó, núi với biển xuống đồng bằng. Cho ăn chay hết. Đầu que xong hả chị? Xong rồi chị. Bà Sáu, giờ bà Sáu chỉ mẹ làm cách này, rồi bắt đầu tới đây bẻ lại. Đúng anh. Bẻ lại quấn tiếp luôn. Ừ, quấn tiếp em cột. Bẻ rồi cái là bao đó. Bao chảy luôn. Bởi vậy con làm con bẻ như này bởi nó hay bị chảy à. Trời ơi. Đó vậy đẹp luôn. Bởi không thấy cái ghế luôn. Không có thầy là không được. Mà nó không có ngon nha. Nó đẹp thôi. Cái nồi lẩu là lấy cái nồi nào nó đây. Hả? Nước đá cho nó giòn. Cho thêm cục nữa đi anh ơi. À, sững bánh đầu tiên của mình đã chín. Bánh đặc cục có hai đầu một cục. Đủ quá trời. Làm tao
bình nào mà cũng chân hết đi. Trời ơi, ở ngoài mã đem nguyên cái vàng bông Lan hả? Rồi. Cắt cái cọng ra. Cái này là cái mình chừng bông như trái cây. Này thì nở được bông. Ừ, nở thơm ghê. Ly nó thơm. Ly mà sao có người gọi là bách hợp? Sao có người gọi là ly. Nếu ly này cốt hết không? Chưa có nước nữa nha. Chưa để dính mỡ. Ở ngoài cái bụi ấy ngoài năm. Chỗ đâu cần ngoài á. Phải trồng phải từ. Phải từ con trồng được mấy giây này. Nhỏ cái củ lên trên nha. Con ương. Trên đó lên được mấy giây nha. Đậu que trái cũng nhóc nè, đậu que đậu đũa. Ờ, phân bò. Phân bò chứ nó ướt hoài à. Ừ, nó ẩm á. Nó ngon lành, nó coi dữ luôn hả? Hoàng bấm sắm mở bây giờ bạo nè. Bây giờ đây ngửi dục, nó có mua tất khác được rồi đó, nó lên cho anh. Chỗ bắp dạ. Ờ, bộ tao mua thêm được rồi vậy, phải có đám vỗ quá vậy. Trời vậy nha. Tháng xong mở đầu cái chậu trời vô bọc, vô bao nhiêu bọc. Vô bọc, để lên trên cái nào xong. Để vô lẩu. Dạ, chỗ nữa rồi. Có vợ chỗ nào trước chưa? Mình quan lớp là được rồi, còn như mình để lại. Đẹp quá. Chung bữa này để rồi ngoài đi chung. Sôi mặn mà sôi chay, tại vì mình xào gia vị rồi cho nó mặn mặn ngọt ngọt, sôi mặn chay. Này cắt khúc khúc ra hả? Dạ. Sáng nay mình cúng cơm với cúng bánh này. Mẹ đây là nó mua bánh kem với rau câu cúng cho anh đấy. Mày làm đẹp hết à. Thì là đang sống cho mới vui. Nói gì đâu được chị đâu. Hãy
mày quấn đi làm như cái bông hộp thế. Bà Sáu làm nghề là bông hoa rồi đẹp không? Bông hồng. Cái này thứ ngày xưa đám cưới hay sao? Cái giọng đó. Mà quấn vô leo. Bỏ đám cơm vô leo. Còn bỏ cái gói đi sắp đây. Cái này chặt khúc luôn nhỉ. Ngày xưa. Mình hấp xôi này cho nó chín xong rồi cái mình mới xào nấm như củ cải muối rồi với cà rốt rồi xào mình mới được trộn vô sau. Hamburger này mình chiên rồi mà giờ cái làm cái nước sốt. Cái sốt này mình có nước dừa, dầu hào, rồi cái bịch gì ướp nướng như xá xíu vậy đó, chai mặn đều ăn được luôn. Rồi xong rồi giờ cho này vô nêm nếm thì vừa ăn ngọt ngọt vậy đó. Mình trộn nó thấm rồi rồi. Đúng rồi, giờ trộn cho nó thấm rồi nữa là ngon nữa. Trộn cái này đang làm với từ nhỏ này ăn nó thấm lắm. Có này. Thường có. Rồi cho nó thấm luôn rồi. Rồi nó thấm. Này nãy giờ mình xào xào cho nó kẹo lại đi nè. Cái nước nó kẹo kẹo là được rồi đó, giờ mình tắt cho ra dĩa luôn. Ăn kèm với bánh hỏi. Này mình ăn bữa nay cũng đủ món, xào rồi lẩu mắm, mắm ăn với chuối khế rồi sống. Này đủ món rồi. Rồi, mình mời cô chú anh chị các bạn cùng cơm mình ra xuống nha. Bỏ qua vô. Ủa, cái đó đó hả? Ừ. Ủa, là ủa, khổ. Thế nó dính cái này nó ngố luôn. Nghĩ vậy? Được rồi, được. Tính lâu lắm cái gì chuẩn bị đi mổ. Không có gì chuẩn bị đi mổ. Tự nhiên quá áp lên à. Mời cả nhà ăn cơm đi. Mời cả nhà ăn cơm đi. Mà chung mời cô chú chị bạn cơm đi chung nha. Biết gì không? Mới biết lên à. Đó là mắm đậu. Đó là chùa Tam Bình ăn. Đó 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 đó. Này nhà dạng mắm muốn á. Đúng rồi. Đây là cái này ăn ngon quá trời luôn. Đây là hamburger đó, đúng rồi. Cục thịt hamburger đó sao? Bỏ lũi, bỏ lũi. Cái này xong làm bánh nha. Lên sư cô lên mà lĩnh Phật rồi. Lên hết trơn luôn. Nó ngầu nó uống nhâm nhi đi nước trà. Có củ kiệu vô thơm ha. Uống đi nước trà thôi ta hết mẹ rồi. Con ta cái bài mà dụ gió nói không ạ?
Lá chuối gì đâu? Lá chuối đó chị làm bằng lá chuối. Tiêu. Không phải. Để đây hai chị dắt cái miếng này nè. Ăn đồ mặn quen rồi, nó là vậy là ngon rồi đó. Bột ngọt ăn ngắm cái ngọt em nha. Cho hạt nêm, cho đường vô. Còn cái muối thì nó cũng có vậy, là cho hạt nêm với đường à. Nó vừa ăn. Nó cũng thể đỏ như luôn. Củ cây đỏ nữa đẹp. Cái sao mặn chay. Mình để chả chay không à? À, giờ mình cho chả chay vô. Cái này là gì? Cũng là tàu hủ làm chả. Tàu hủ ti với người ta làm bằng tàu hủ ti mà. Đồ chay cũng luôn. Đang nấu. Đồ chay cũng đa dạng dữ hết ta. Mình cho nó đều. Cho nó thấm vào trong bếp. Đồ chay cũng đa dạng đó không? Nhiều ấy quá không? Này là người ta làm bằng tàu hủ chi với tàu quất vậy hết không? Chỗ từ cái đậu nành mà nó làm ra tàu hủ nhiều lắm. Ơi ơi. Đây là xôi mặn. Chính rồi con. Cái này là có gì chổng là bà sao? Bắp. Bắp hả? Còn có nêm nếm gì chưa? Sao á? Mà để vô đồ mặn rồi con. Sao con thấy nó có màu vàng ngã vàng vàng ha? Sao á? Để miếng nữa. Sao mặn chay ha. Nhìn cũng hấp dẫn quá ta. Đẹp mắt mà ăn là rất là ngon nữa. Nhìn nó cũng đâu có thua kém gì sau kia đâu. Bắp rồi có hương vị của dừa béo béo thơm ngon. À, có nước cốt dừa đúng không hả? Có nước cốt rồi. Vậy hả? Nha Trang giới thiệu thôi mà chảy nước miếng rồi. Nghe giới thiệu là muốn ăn liền đó. Thấy người hơi kỳ bớt mẹ đó rồi cái chả chay rồi nè. Thấy mà bỏ qua lẩu. Thảo lấy hành mớ rồi. Ừ, lấy hành mớ rồi bởi vì này. Cái này vô này hơi ít rồi. Sâu nhiều mà đồ. Lẩu nhóc hết trơn rồi. Lẩu nhiều đồ nhóc hết trơn rồi. Cái đó thì mà chỗ đó nhiều nhiều rồi mới trộn ra sáng nó ra. Oh.
Chỗ nào dễ xuống con, nước cạn quá ha, thả để nhẹ nhẹ xuống nha, để thôi là nó bị sốc á. Làm gì đi đâu quá gì vậy? Thần quan thì từ tiết đấu minh chánh độ hiện linh tánh
dặn chú trần quán sao hương xin nhắm tí niên có lắm bỏ bồ tát hai có lắm bỏ bồ tát nam lên tử bỏ bồ tát ma ba ý nam bỏ thâm kiền thiền trà tâm sao Thank you.
Sướng xin kết thúc với cô chú anh chị các bạn. Mình hẹn cô chú anh chị các bạn tiếp theo của Hai Sướng nha. Bữa nay mới là vô đám múa trà, ngày mai mới ra đám nữa, còn sáng ngày mai nữa.